Trong tập trước, Phương Hàn tạm thời đầu nhập vào thế lực của Di Thân Vương tại Đại Huyền Đế Quốc, mượn thế lực của hắn để tham cuộc đấu giá của Cửu Đỉnh Hiên. Tại đây Phương Hàn dốc hết vốn liếng để tranh đoạt Niết Bàn Đan cùng Hoa Thiên Đồ. Sau đó, nhờ nhận được chuyển khoản từ Di Thân Vương mà thành công đoạt lấy đan dược từ tay vị sư huynh này. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đây là một căn mật thất ở sâu dưới trăm trượng trong lòng đất, bốn phía đều là tường được làm bằng ngũ kim tinh chắc chắn, trên bề mặt điêu khắc các loại phù lục che giấu khí tức. Đây là mật thất nơi Di Thân Vương dùng để tu luyện thần thông, ở bên dưới thư phòng. Theo lời hắn thì dù có gây ra động tĩnh lớn đến mức nào cũng sẽ không phát ra bên ngoài. Phương Hàn ở chỗ này tu luyện, chuẩn bị đột phá kim đan, tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, kim đan trùng tử cảnh. Cái này cũng tương đương với nhất bộ đăng thiên, phù lục có 50 loại thần thông thoáng cái lột xác thành kim đan là một quá trình biến đổi về chất. Thân thể cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, cường hóa đến một mức độ không thể nào tưởng tượng được. Thần thông càng nhiều, càng khó luyện thành kim đan. Nhưng một khi đã luyện thành thì khi lột xác, những thần thông này kết hợp lại một chỗ, từ đó thân thể, thọ mệnh gia tăng. Nếu như sau khi tấn chức kim đan rồi mới tu luyện thêm thần thông thì uy lực vẫn vậy nhưng không có tác dụng gia tăng thọ mệnh. Như kim đan của Thanh Dương lão tổ có 13 loại thần thông nhưng trong đó có 6 loại thần thông là khi luyện thành kim đan mới bắt đầu tu luyện. Nói cách khác khi hắn đột phá kim đan cảnh cũng chỉ có được 7 loại thần thông thôi, thọ mệnh cũng không gia tăng được bao nhiêu, chỉ chừng mấy trăm năm thôi. Phương Thanh Tuyết có được 24 loại thần thông, gia tăng càng lớn, 3.000 hay 5.000 năm cũng không có gì là kỳ lạ. Kim đan của Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất tuy có tới 27 loại thần thông, nhưng đại đa số đều là sau khi luyện thành kim đan mới tu luyện, bổn mạng thần thông cũng không có bao nhiêu. Thần thông trước khi luyện thành kim đan gọi là bổn mạng thần thông. Vì cái gì mà gọi là bổn mạng? Chính là khi thuế biến thành kim đan, những thần thông này sẽ trao đổi nguyên khí với nhau và với bổn nguyên tính mạng của bản thân, hợp thành một thể, sau này vận dụng cực kỳ linh hoạt, chẳng khác nào là một bộ phận của thân thể, cho nên mới gọi là bổn mạng thần thông. Thuế biến thành kim đan là một quá trình cực kỳ trọng yếu, đặt một nền tảng vững chắc, căn cơ càng vững chắc thì sau này sẽ càng có nhiều cơ hội luyện thành trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Có điều các cao thủ bình thường, trước khi luyện thành kim đan cũng không sống được bao nhiêu lâu, cũng chỉ tu luyện có vài loại thần thông. Chỉ có thể hy vọng nhanh chóng thuế biến kim đan, sống lâu thêm vài năm, xem có cơ hội khác hay không. Cao thủ như vậy, đại bộ phận đều không có hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh. Ta có 55 loại thần thông, luyện thành kim đan có thể hay không sẽ lột xác, có được 9.000 năm thọ mệnh. Một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu Phương Hàn. Tinh Vân Bảo bảo, lần này ta bỏ ra 10 ức đan dược mua một quả niết bàn đan cho đệ ăn. Nếu đệ còn không đột phá được thiên nhân cảnh thì ta sẽ ăn thịt đệ. Phương Hàn khẽ vẫy tay, kéo Tinh Vân Bảo Bảo từ trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc ra, mơ màng mở mắt nhìn hắn. Tinh Vân Bảo Bảo đã ăn quả thần thông Âm Dương Vạn Thọ Đan, còn được Phương Thanh Tuyết dùng Bất Diệt Điện Phủ luyện thể, như vậy mà còn không đột phá được thiên nhân cảnh thì đã có chút khó có thể nói gì được. Tuy Phương Hàn biết rõ Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện Vị Lai Tinh Tú Đại Pháp là một môn vô thượng thần thông, đột phá sẽ vô cùng gian nan, tuy không bằng thần thông Ngũ Đế Đại Ma của mình nhưng mà cũng cần một lượng tích lũy kinh người. Ăn, ta cứ ăn cái đã. Tinh Vân Bảo Bảo cầm lấy niết bàn đan, cười ha ha, ném thẳng vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng. Phốc, phốc, phốc. Ngay sau khi nuốt niết bàn đan xuống, toàn thân hắn liền bắn ra hỏa diễm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, tựa hồ có thể nung khô thân thể hắn, giống như phượng hò ang niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Thậm chí kể cả cương khí của Vị Lai Tinh Tú Đại Pháp cũng bị đốt khô. Từng sợi tinh quang càng ngày càng sáng chói, tựa như một cơn lốc xoáy, không ngừng xoay chuyển, hiện ra một vũ trụ thần kỳ. Ta sinh ra đã lười biếng, một giấc chiêm bao dài ngàn năm, đột nhiên thấu hiểu ảo diệu của thiên nhân, Vị Lai Tinh Không Đại Pháp Vương. Tinh Vân Bảo Bảo giống như đang đọc lại một đoạn kể trong Tinh Tú Đại Pháp. Tinh vân trên đầu hắn không ngừng xoay chuyển, ngưng tụ thành một trận pháp kỳ diệu, mà dưới chân cũng xuất hiện một mảng tinh vân. Cương khí của Vị Lai Tinh Tú Đại Pháp rốt cuộc cũng ngưng tụ thành trận pháp. Trước khi hắn luyện thành thì có vài phần khí tức giống như thánh anh của tinh không, mà bây giờ lại loáng thoáng có vài phần khí tức của pháp vương, Vị Lai Tinh Không Đại Pháp Vương. Diêm Quơ của móng vuốt, khí thế thật là lớn, cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Tu luyện tới thiên nhân cảnh, 10 ức đan dược cũng không có tiêu phí vô ích. Nếu mà lần này ngươi còn không đột phá thì có lẽ ta cũng muốn giết chết ngươi. Phương Hàn thở ra một hơi. Việc Tinh Vân Bảo Bảo có đột phá hay không ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của hắn. Lần đột phá này của Tinh Vân Bảo Bảo có thể giúp cho việc hắn đến quần tinh môn Diễu Võ Dương Oai. Triệu Huyền Nhất, đã tới lúc kim đan của ngươi phát huy tác dụng của nó rồi. Phương Hàn cười hắc hắc, lấy ra kim đan của Triệu Huyền Nhất, đánh ra một quyền, lập tức kim đan vỡ tan, trong khoảnh khắc biến thành 27 đại trận khác nhau, xoay tròn biến đổi. Phương Hàn liên tiếp phun ra nguyên khí, ổn định không để những đại trận này tiêu tán. Tinh Vân Bảo Bảo, còn không nhanh thôn phệ những đại trận này đi. Tinh Vân Bảo Bảo vừa mới tu luyện thành thiên nhân cảnh, ngũ tạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể cường hóa, thọ mệnh gia tăng,
vẫn còn đang chìm trong dư vị đặc biệt. Nghe lời nói của Phương Hàn, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, há miệng ra nuốt lấy, một đám đại trận bị hắn thu vào. Liên tiếp ăn 26 cái đại trận, chỉ còn lại một đại trận là phong thần đại trận. Phương Hàn gật gật đầu, bổn mạng phù lục bay ra, xoay tròn quanh phong thần đại trận, dần dần ngưng luyện, biến đại trận thành 6 đạo nguyên khí hút vào trong lục phủ của mình. 6 cái phong thần bia cũng theo đó bay ra, theo sự điều khiển của Phương Hàn, không ngừng nhỏ lại. Lục mục phong thần bia, dung nhập vào lục phủ của ta, cường hóa thân thể của ta, ngưng luyện thành kim đan. Nhất bộ đăng thiên chính là ở bước này, đây chính là thời khắc mấu chốt. 10 ước đan dược là một khoản tiền lớn, bỏ ra số tiền như vậy mua một viên niết bàn đan cũng làm cho Phương Hàn tiêu hết toàn bộ tài sản thu được từ lục đại thần quân, triệt để phá sản. Có điều nhờ vậy mà tu vi của Tinh Vân Bảo Bảo tăng tiến, kiêm nhiệm 27 loại thần thông, hiện tại có thể chiến đấu ngang ngửa với cao thủ kim đan cảnh. Hơn nữa bản thân hắn cũng thu được phong thần đại pháp, vụ mua bán này vẫn có lời. Nếu không phải lần trước đi phong ma lĩnh gặp nhân hoàng bút, dưới áp lực cường đại của nó ép hắn luyện tới đỉnh phong tầng thứ 6, kết thành hư đan thì có lẽ bây giờ Phương Hàn đã ăn niết bàn đan rồi. Nhưng hiện tại hắn đã kết thành hư đan, cách ngừng kết thành kim đan thực sự chỉ nửa bước nữa. Phương Hàn quyết định tăng cường thực lực của mình phải dựa vào sự lĩnh ngộ của chính bản thân chứ không phải dựa vào niết bàn đan để luyện thành kim đan. Như vậy căn cơ mới càng thêm kiên cố, đối với việc tu luyện, lĩnh ngộ sâu này cũng sẽ có hỗ trợ rất lớn. Ngưng kết kim đan cần có đại lượng nguyên khí hỗ trợ. Phương Hàn tu luyện 55 loại thần thông, khi thuế biến thành kim đan cảnh cần lượng nguyên khí nhiều hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Cho nên Phương Hàn muốn nhờ vào khi phong thần đại pháp và lục mục phong thần bia dung nhập vào trong lục phủ của hắn, làm cho ngũ hành khí cùng lục phủ khí ngưng kết lại một chỗ, cường hóa thân thể đến một tình trạng vô cùng khủng bố. Nguyên khí sôi trào như vậy sẽ giúp cho việc thuế biến thành kim đan. 6 khối phong thần bia dưới sự điều khiển của Phương Hàn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành 6 con mắt, ánh mắt thần bí, không ngừng mấy động, phóng ra ánh sáng phong thần, lập lòe bất định, bị Phương Hàn thôn phệ, vận chuyển pháp lực, đưa đến đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, đàm, dạ dày, lục phủ. 6 con mắt do 6 khối phong thần bia hóa thành ở trong lục phủ, kết hợp với phong thần đại pháp của Triệu Huyền Nhất, quấn quýt lấy nhau, dần dần hợp lại làm một. Ngày đó Triệu Huyền Nhất luyện thành phong thần bia chính là muốn một ngày nào đó sẽ thu vào thể nội cường hóa thân thể, đem thân thể đẩy tới một mức độ cực kỳ cường hãn, gia tăng thọ mệnh cùng năng lực hấp thu nguyên khí. Nhưng hóa ra lại bị Phương Hàn chiếm hết tiện nghi, phong thần lộc vị, vĩnh bảo thanh xuân. Phương Hàn không ngừng tìm hiểu bí quyết của phong thần đại pháp, vận chuyển phong thần đại pháp trong lục phủ. Đầu tiên là lực lượng của dạ dày không ngừng mạnh mẽ lên, tưởng như có thể nghiền nát của một quả núi. Phương Hàn biết rằng, lúc này cho dù hắn có nuốt kim cương, ngũ kim gì gì đó thì dạ dày vẫn có thể tiêu hóa được. Lục phủ dần chắc chắn, mạnh mẽ lên, kéo theo đó là sự cường đại của thân thể. Nguyên khí tiên giới do cây thế giới cũng truyền xuống, tẩy luyện từng tấc huyết nhục, da thịt, lại tràn vào lục phủ, triệt để thôi động phong thần đại pháp. Cô, cũng không biết qua bao lâu, lục phủ của Phương Hàn phát ra những tiếng kêu thật to, cuối cùng phong thần đại pháp và phong thần bia đã kết hợp lại cùng một chỗ, sắp nhập vào trong máu thịt. Tại thời khắc này, Phương Hàn cảm giác được lục phủ của mình phân biệt mỗi cái có thêm một con mắt, chiếu rọi hết thảy mọi vật trong cơ thể. Hắn bỗng có một nhận thức thật rõ ràng về thân thể mà trước đây hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Thân thể của hắn là do rất nhiều những viên cầu nhỏ tạo thành, những viên cầu nhỏ này nhỏ vô cùng, không cách nào miêu tả rõ được, cho dùng pháp thuật tăng cường nhãn lực cũng không cách nào nhìn rõ được. Số lượng những viên cầu này đạt tới hàng tỷ, tất cả đều xếp đặt theo quy luật, hợp thành một đại trận vô cùng vô tận. Phương Hàn cảm giác được, nếu như hắn có thể hiểu được hết tất cả các đặc tính của những viên cầu này thì có thể luyện thành bất tử chi thân. Nhưng đương nhiên đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy cũng đủ để hắn tiếp cận với bản chất của sinh mệnh, hiểu được sự huyền diệu của thân thể, ngũ tạng lục phủ, ngũ hành phong thần, ngưng kết làm một, chuyển đổi thân thể. Khi phong thần đại pháp và phong thần bia đã triệt để dung hóa vào trong lục phủ, lục phủ có thêm 6 con mắt soi dọi toàn bộ thân thể của mình, Phương Hàn liền thúc giục chúng kết hợp với ngũ hành khí trong ngũ tạng. Lần này thật giống như dội mỡ lên trên một ngọn lửa, oanh một tiếng, toàn thân Phương Hàn giống như bị chìm trong biển lửa, toàn thân huyết nhục rung động không ngừng, tựa hồ có hàng tỷ con sâu nhỏ đang lúc nhúc di chuyển, tổ hợp lại với nhau, giống như sắt thép lúc bị cắt ra thành những mảnh nhỏ rồi lại được nấu lại. Nguyên khí khổng lồ quay cuồng, lôi đình, ma viêm, ngũ hành khí, phong thần khí vận hành một vòng trong thân thể thì mặt đất của mật thất bắt đầu sụp đổ, biến hóa nghênh trời lệch đất. Thân thể Phương Hàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn nhục thể của hắn rất là cường đại rồi, mà hiện giờ còn đang tiếp tục càng ngày càng mạnh hơn. Ca sát, khi thân thể không ngừng cường hóa, đạt tới đỉnh phong thì lại bắt đầu đình chỉ, sau đó trên thân thể hắn bắt đầu sử dụng những vết rách giống như vết nứt trên các đồ sứ. Từ những vết rách đó, máu đỏ tươi chảy ra một cách rợn người, đây là điểm báo thân thể bắt đầu băng liệt. Không tốt,
lại xảy ra chuyện rồi. Diêm Thất Kinh kêu lên, thân thể không thể rèn luyện một cách lung tung được, phải dùng một công pháp cố định. Hiện giờ hắn không dùng hai loại thần thông Diêm La Kim Thân, Bàn Vũ Đại Lực đều là công pháp tuyệt đỉnh để luyện thể, mà lại làm theo một cách hoàn toàn mới, cực thịnh thành suy, rất không tốt cho thân thể. Hắn nhìn ra, Phương Hàn vì truy cầu trở nên mạnh mẽ, liều lĩnh lột xác thân thể, thoát ly Diêm La Kim Thân mà tu luyện, tự hồ đang tự tìm kiếm cảm giác của bản thân, tự sáng tạo ra một loại pháp môn luyện thể mới. Trong khi Phương Hàn vận chuyển nguyên khí, trong chốc lát thì dùng Diêm La Kim Thân, Bàn Vũ Đại Lực, lát sau lại dùng vài loại công pháp luyện thể khác, tìm kiếm một cái tốt nhất, phù hợp với bản thân, không ngừng sửa đổi, tìm kiếm. Đây là một quá trình rất nguy hiểm. Không sai, Phương Hàn có kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhất là khi ở Thánh Nguyên Tiên Phủ, đã được thần bí nhân không ngừng dạy bảo, xây dựng trụ cột cơ sở cho hắn. Có thể nói, hiện tại kinh nghiệm tu luyện của hắn còn phong phú hơn cả Hoa Thiên Đô. Trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn cũng không có rảnh mà đi lải nhải, dạy bảo Hoa Thiên Đô 18 năm dài như vậy. Huống hồ thần bí nhân kia còn mạnh hơn Phong Bạch Vũ, kiến thức cũng phong phú, sâu sắc hơn nhiều. Phương Hàn sở dĩ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh là nhờ như cá gặp nước, có thể tu luyện bổn mạng phù lục ở ngũ hành địa, một phần là nhờ vào 18 năm ở Thánh Nguyên Tiên Phủ. Có điều, cho dù hắn có kinh nghiệm phong phú cũng không thể tùy tiện rèn luyện thân thể, không theo như công pháp của tiền nhân. Dù sao thì kinh nghiệm của các tiền bối cũng phong phú hơn hắn rất nhiều, hắn cũng chỉ là một tiểu tử mới tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh mà thôi. Khi Diêm chuẩn bị kêu Phương Hàn ngừng lại thì đột nhiên nguyên khí trong thân thể của Phương Hàn dần áp xúc lại, áp xúc trăm ngàn lần. Trong tích tắc này, Diêm liền phát hiện thân thể Phương Hàn lại có chút giống như sát na khi nhân hoàng bút thu nhỏ lại, có phần nào ý cảnh của hắc động. Khi nguyên khí áp xúc lại, các vết rách trên thân thể hắn cũng thoáng biến mất, tất cả máu huyết đều rút vào trong thân thể. Hơn nữa thân thể lại sụp đổ một lần nữa, trở nên chặt chẽ, rắn chắc, nhất là tay trái của hắn. Dưới áp lực của nguyên khí cường đại, vài đạo ký hiệu màu đen giống như trứng gà bình thường nổi lên, hoàn toàn hợp lại làm một với nguyên khí của hắn. Già thiên ma thủ triệt để vỡ vụn, hòa làm một với thân thể. Diêm chứng kiến hết thảy một màn này thì thầm than, thì ra là ngươi sớm có chuẩn bị, rõ ràng là đã lĩnh ngộ được điều này sau khi giao chiến với nhân hoàng bút, cố ý là chờ đến lúc này mới dùng ra. Hừ, Phương Hàn thở ra một hơi thật dài, thân thể có những rung động rất nhỏ, từ trong cốt cát bên trong phát ra những âm thanh mỹ diệu, cơ thể không ngừng rung động, lỗ chân lông truyền ra âm thanh suy đà pháp loa, kích đại pháp cổ. Đây không phải là thanh âm của phù lục mà do thân thể sinh ra, thân thể có thể tu luyện tới mức có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Diêm sợ hãi kinh hô, thân thể của ngươi rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Huyết Dạ Vương, toàn lực bổ ta một đao đi. Phương Hàn không có trả lời Diêm mà lại quát lên với Huyết Dạ Vương. Bá, Huyết Dạ Vương bay ra, hóa thành một đạo quang mang màu máu, sau khi di chuyển trong hư không một chút rồi, rất nhiều tia sáng màu máu thoáng hiện, khí thế theo đó mà lại dần tăng lên, qua mấy hơi thở thì khí thế đạt tới đỉnh điểm. Ong ong, một hồi khí lưu chấn động, Huyết Dạ Vương biến mất, dùng tốc độ cao nhất chém một đao xuống đỉnh đầu của Phương Hàn. Đương, Huyết Dạ Vương vừa chém suốt, tiếp xúc với da thịt của Phương Hàn thì bị chặn lại, không cách nào chém xuống tiếp được nữa, lại bị phản chấn bắn ngược ra, hóa thành một thiếu niên mặc áo choàng màu máu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ta là đạo khí, có thể sát thần, diệt Phật, vậy mà lại không thể thương tổn được thân thể của ngươi. Rốt cuộc là thân thể của ngươi cường hãn đến mức nào, thậm chí còn hơn cả đạo khí. Hiện tại thân thể ta kỳ thật đã không khác gì pháp bảo, là một tồn tại vượt qua pháp bảo. Khi dung hợp với lục mục phong thần bia, già thiên ma thủ, hai kiện pháp bảo mà Triệu Huyền Nhất và Quỷ Đế đã dùng thọ nguyên của bản thân để luyện chế, chỉ là không có lĩnh ngộ được một số chỗ nên không cách nào triệt để dung hợp với thân thể. Ta cũng là nhờ thấy được nhân hoàng bút mới lĩnh ngộ ra được đạo lý. Hiện tại thân thể ta tuy chưa đạt tới cảnh giới bất tử chi thân nhưng người bình thường đã không cách nào giết ta được rồi. Phương Hàn nói, hiện tại thân thể ta đã trải qua rèn luyện, nguyên khí cuồn cuộn, máu huyết nồng đậm, đã đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Luyện thành kim đan chỉ còn là vấn đề của thời gian. Trong lúc nói chuyện thì bổn mạng phù lục bay ra từ trên đỉnh đầu hắn, lập tức dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ lại xuất hiện, hòa nhịp cùng với thanh âm do thân thể hắn phát. Công tác chuẩn bị như vậy là đã đủ, Phương Hàn đã quyết tâm nhất cử luyện thành kim đan, vượt qua tất cả các cao thủ thần thông bí cảnh khác, hắn hiện giờ có thể nắm chắc 10 phần. Không chút khách khí, Phương Hàn phun ra một luồng nguyên khí truyền vào trong bổn mạng phù lục của mình. Lập tức bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông của hắn lại một lần nữa hóa thành một viên hư đan. Hơn nữa khi Phương Hàn quán chú nguyên khí vào nó, ẩn chứa trong đó là một loại ý cảnh hóa thành thực đan. Người khác ngưng luyện kim đan cần phải vô cùng cẩn thận, rất là khó khăn, mà Phương Hàn lại làm như rất thành thạo, bởi vì hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, thân thể của hắn vô cùng cường đại, cũng đã chuẩn bị đủ lượng nguyên khí khổng lồ để ngưng tụ kim đan. Khi kim đan ngưng kết thành, không gian run rẩy kịch liệt, cuồn cuộn nguyên khí thẩm thấu vào trong hoàng tuyền đồ. Đúng lúc này,
Đột nhiên quả trứng côn bằng ở trong hoàng tuyển đồ dường như cảm ứng được lượng nguyên khí khổng lồ chưa từng có. Ma trận đại thôn phệ kịch liệt vận chuyển, nguyên khí không ngừng xoay vòng xung quanh quả trứng, dần dần ẩn trứng tự mình bay lên, thôn phệ hư đan do bổn mạng phù lục của Phương Hàn hóa thành. Không tốt, trong sát na khi đại lượng nguyên khí bị thôn phệ, ánh mắt Phương Hàn nhìn kim đan sắp ngưng kết thành thực thể lại hóa thành hư đan. Phương Hàn cũng thật không ngờ là lại phát sinh loại biến cố này. Kim đan sắp ngưng kết thành lại rung động kịch liệt, đại thôn phệ ma trận của trứng côn bằng bay lên thôn phệ nguyên khí do hắn ngưng kết thành. Đại thôn phệ thuật chính là vô thượng thần thông của ma môn, uy lực cực mạnh và cũng rất khó luyện thành. Hiện tại nó đã bị kích phát, há miệng thôn phệ nguyên khí của hắn, phá hủy hoàn toàn kế hoạch tu luyện của Phương Hàn. Muốn chết, Phương Hàn giận tím mặt, mắt thấy kim đan sắp ngưng kết thành lại bị quả trứng này phá hỏng, hắn sao có thể không tức giận cho được, vung tay lên bắt lấy quả trứng, đồng thời thu lại hư đan đang dần hóa lại thành bổn mạng phù lục vào trong đầu. Ngưng kết kim đan không thể có chút sai lầm nào, lần này lại bị trứng của côn bằng quấy nhiễu, phá hủy đại kế của hắn. Cũng tốt, không bị quả trứng này phá hủy mất căn cơ của ta. Nguyên khí bị tiêu hao không bao lâu có thể luyện lại, khi đó lại ngưng kết kim đan một lần nữa. Phương Hàn kiểm tra lại bổn mạng phù lục và thân thể của mình, cũng không có bị thương tổn gì. Có nguyên khí tiên giới do cây thế giới thu thập không bao lâu là có thể tích góp đủ nguyên khí để ngưng kết kim đan một lần nữa. Chuyện này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cầm quả trắng côn bằng trong tay, Phương Hàn suy nghĩ thật lâu, phát hiện quả trứng này đã dần trở nên hư ảo. Nguyên khí để hắn luyện thành kim đan khổng lồ đến mức nào, vậy mà quả trứng côn bằng này lại hấp thu hết toàn bộ, khả năng nó diễn biến thành đại thôn phệ ma trận là rất cao. Hơn nữa, Phương Hàn còn có một loại cảm giác huyết nhục tương liên với quả trứng này, loại cảm giác kỳ quái giống như quả trứng côn bằng này là do hắn sinh ra vậy. Có điều chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, trứng côn bằng hấp thu nguyên khí hắn dùng để ngưng kết kim đan, trong đó có ẩn chứa bổn mạng tinh hoa của hắn. Xem ra ta cuối cùng ta sẽ luyện thành kim đan với 56 loại thần thông chứ không phải là 55 loại. Quả trứng côn bằng có lẽ sắp hóa thành đại thôn phệ ma trận rồi, đến lúc đó bổn mạng phù lục của ta sẽ có thêm một loại thần thông nữa, mà loại thần thông này cũng không tầm thường, thậm chí còn lợi hại hơn cả côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn ngẫm nghĩ, áp chế sự tức nuối vì không luyện thành kim đan. Đại thôn phệ ma trận diễn hóa thành công đã vượt qua đại thiết cát thuật, là chân chính vô thượng thần thông, khi chúng dung hóa vào trong bổn mạng phù lục thì uy lực lại càng lớn, sau này ngưng kết kim đan càng lợi hại hơn. Được rồi, Phương Hàn, lần này tuy phát sinh biến cố, không thể luyện thành kim đan nhưng vấn đề cũng chỉ là sớm hay muộn. Huống hồ, lần này không phải là không có thu hoạch, thực lực của người đã tăng lên nhiều, lực lượng của thân thể đạt đến mức khủng bố rồi. Diêm nói, tuy là nói vậy nhưng chưa luyện thành kim đan, sẽ không có hy vọng luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, không thể chính thức ngang hàng với Hoa Thiên Đô, vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Phương Hàn biết rõ, cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế là tu vi của cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Sau khi luyện hóa nó mới có thể đạt tới đẳng cấp ngang bằng với Hoa Thiên Đô. Nếu không, hắn có tu luyện nhiều thần thông hơn nữa thì vẫn kém Hoa Thiên Đô một cảnh giới, rất khó có thể chống lại hắn. Toàn bộ thần thông của cửu quỷ nguyên thần đều là của ma đạo, lực lượng khổng lồ, cho dù ngươi luyện thành kim đan cũng chỉ có 8 phần là luyện hóa được nó. Chẳng qua nếu như có thể đem đại thôn vệ thuật dung nhập vào bổn mạng phù lục, rồi lột xác thành kim đan thì hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa. Luyện thành đại thôn vệ thuật thì sau này lực lượng của ngươi sẽ không có giới hạn. Diêm nói, quả thật như vậy là tốt. Phương Hàn gật gật đầu. Khi hắn đi ra khỏi mật thất, bay vút lên mặt đất của thư phòng thì đã thấy Di Thân Vương đang ngồi xử lý một đống văn kiện. Khi thấy Phương Hàn đi ra liền hỏi thăm, đạo hữu đã luyện thành kim đan, còn kém một chút. Nghe thấy lời này, trên mặt Di Thân Vương hiện ra một tia thất vọng rõ ràng, vị này là. Sau đó hắn mới nhìn thấy có một người đi cùng Phương Hàn. Không ngờ tu vi của người này cũng đã đạt tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, hơn nữa khí tức tỏa ra vô cùng khủng bố. Thậm chí còn khủng bố hơn cả Thanh Dương lão tổ, làm cho hắn có một loại cảm giác giống như đang đối mặt với một tiểu đầu sỏ kim đan cảnh. Vị này chính là thiếu môn chủ quần tinh môn, Tinh Vân Bảo Bảo. Ta dùng niết bàn đan hỗ trợ hắn bước vào thiên nhân cảnh, hơn nữa còn luyện hóa kim đan của Triệu Huyền Nhất, có thêm 27 loại thần thông, thực lực tăng cường rất nhiều. Phương Hàn giới thiệu, thì ra là như vậy. Nghe đến đây thì Di Thân Vương thở ra một hơi. Nếu như Phương Hàn dùng niết bàn đan mà không thể luyện thành kim đan thì hắn sẽ hoài nghi không biết là đời này Phương Hàn liệu có thể luyện tới tầng thứ 7, kim đan cảnh hay không. Nhưng Phương Hàn đã nói là mình không có ăn thì có nghĩa là muốn tự mình tu thành kim đan, luyện hóa kim đan của Triệu Huyền Nhất. Tinh Vân Bảo Bảo cũng có đột phá, hắn sẽ có rất nhiều cơ hội được kế thừa ngôi vị trưởng giáo quần tinh môn. Xem ra thủ đoạn của Phương Hàn thật là lợi hại, muốn đạt được lợi ích lớn nhất từ quần tinh môn. Di Thân Vương thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu được vấn đề, đồng thời đứng dậy mời chào Tinh Vân Bảo Bảo. Tin tức của hắn khá linh thông, cũng biết rõ nội tình của các môn phái, vị trí của Tinh Vân Bảo Bảo trong quần tinh môn. Từ đó cũng hiểu rõ tại sao Phương Hàn lại không dùng niết bàn đan mà lại để cho Tinh Vân Bảo Bảo. Người đã bế quan 2 ngày,
Trong hai ngày này, đại hội đấu giá của cửu đỉnh hiên cũng đã chấm dứt. Viên tiên đan cuối cùng kia chính là sinh sinh tạo hóa hoàn, khiến cho mọi người tranh nhau mua, giá cả liên tiếp leo thang, cuối cùng bị Hoa Thiên Đô mua được với giá 30 ức. Có mấy cao thủ trường sinh bí cảnh cũng tham dự đấu giá nhưng mà không thể mua được. Di Thân Vương nói, qua mấy câu này có thể tưởng tượng ra được sự sôi trào của trường đấu giá lúc đó. Sinh sinh tạo hóa hoàn, đó là đan dược có thể giúp cao thủ trường sinh bí cảnh đột phá cảnh giới bất tử chi thân. Ta biết rõ Hoa Thiên Đô vì cái gì mà không tiếc tiền của mua nó rồi. Hắn định sau khi đột phá trường sinh bí cảnh thì sẽ dùng đan dược này, nhất cử tu luyện thành tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân. Như vậy sẽ trở thành vô địch trong vũ hóa môn, thậm chí có giết chết người thì Phong Bạch Vũ cũng sẽ không nói gì. Diêm nói, cái này sao ta lại không biết được. Phương Hàn thầm than, Hoa Thiên Đô tu luyện thân thông bản vũ đại lực, rất khó đột phá trường sinh bí cảnh, nhưng một khi đột phá thì sẽ rất nhanh luyện thành bất tử chi thân. Hơn nữa hắn lại chiếm được sinh sinh tạo hóa hoàn, ta có thể khẳng định rằng khi hắn vừa đột phá trường sinh bí cảnh thì liền sử dụng, như vậy 10 phần là hắn sẽ luyện thành bất tử chi thân. Khi đó hắn nắm được quyền thế, không ai có thể nói gì được hắn. Tính toán thật là tinh diệu, còn có một tin tức lại càng không tốt hơn, ngữ khí Di Thân Vương có phần nặng nề. Là gì? Ta vừa mua được một tin tức bí mật của Lục Đạo Minh, Thái Thượng Trưởng Lão Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã chỉ định hôn sự Hoa Thiên Đô cùng với Yên Thủy Nhất, chờ hai người luyện thành trường sinh bí cảnh thì sẽ cùng kết thành đạo nữ. Yên Thủy Nhất, ta từng thấy qua tên người này trong trường sinh dự khuyết bằng, xếp hạng thứ 2, còn trên cả Hoa Thiên Đô, người này rốt cuộc là ai? Phương Hàn nhớ tới trường sinh dự khuyết bằng, nàng là cường giả, có địa vị cực cao trong hàng chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, tu vi thâm bất khả chắc, nghe đồn là ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể thu phục được nàng. Có điều đã bế quan 300 năm không xuất thế, nếu như kết hợp cùng với Hoa Thiên Đô thì sẽ trở thành một thế lực khổng lồ, lực lượng khủng bố không cách nào hình dung được. Di Thân Vương liếm liếm môi, trong các hoàng tử, có tứ hoàng tử Dịch Thân Vương là có tu vi cao nhất, đại ca Phong Thân Vương do Hoa Thiên Đô ủng hộ mặc dù là trưởng tử nhưng so ra kém Dịch Thân Vương rất nhiều. Có điều hiện tại tin tức này vẫn chưa truyền ra ngoài, thế lực của Phong Thân Vương rất nhanh trở nên lớn mạnh. 300 năm trước, Yên Thủy Nhất từng giao thủ với trưởng lão Hình Vô Huyết đã luyện tới trường sinh bí cảnh của Thiên Tuyệt Ma Tông, bị người này dùng ma trận vây khốn 3 ngày 3 đêm, vậy mà vẫn không thể thu phục được nàng, lại còn bị nàng dùng thần thông phá rách ma trận, thoát khốn ra ngoài, thậm chí còn hủy đi vài món pháp bảo nữa, nhờ đó mà thanh danh vang dội, thật là lợi hại, cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không làm gì được người này. Diêm Thầm nói, hừ, thì ra Hoa Thiên Đô đến Thái Nhất Môn là vì chuyện đính hôn, vị hôn thê Yên Thủy Nhất, sinh sinh tạo hóa hoàn. Rồi tất cả những cái đó sớm muộn gì cũng là của ta, bất kể là người hay đan dược đều sẽ trở thành vật trong túi ta. Phương Hàn cười lạnh lùng nói, tin tức này rất tốt, rất tốt, rất đúng lúc. Di Thân Vương nghe thấy những lời này của Phương Hàn thì dùng mình một cái, người này thật là to gan lớn mật, cái gì mà kể cả người lẫn đan dược đều sẽ là của hắn. Chẳng lẽ hắn còn muốn hoành đao đoạt ái, cướp đoạt Yên Thủy Nhất, nàng là người có thực lực tiếp cận với đầu sỏ muôn đời. Hà, người này thủ đoạn thâm hiểm, sâu sắc, có hắn trợ giúp ta là một chuyện tốt. Còn nữa, Phương Hàn đạo hữu, ta vì trợ giúp ngươi mua niết bàn đan mà bỏ ra 4 ức đan dược, đó vốn là tiền bạc mà ta chuẩn bị để mua sắm lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Ngươi đã nói ngươi có thể luyện chế nguyên anh đan, không biết, ngươi cũng không cần chuẩn bị. Phương Hàn suy nghĩ rồi nói, đại lễ mừng thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn ta sẽ cùng đi với ngươi. Thọ lễ do ta chuẩn bị, ta cam đoan sẽ dâng lên một lễ vật mà không ai có thể sánh được. Cam đoan là Linh Lung Tiên Tôn sẽ có cách nhìn khác về hai người chúng ta, đối đãi thật tốt. Cái này, Di Thân Vương không thấy Phương Hàn trả tiền trực tiếp thì có chút chần chừ, hắn tự nhiên không tin tưởng những lời nói không không này. Hừ, Phương Hàn vung tay lên, tự nhiên một viên kim đan nhấp nháy quang mang xuất hiện, bên trên có 27 loại thần thông đang vận chuyển, tản mát ra lực lượng cường đại, chính là kim đan của Tống Duy Nhất. Viên kim đan này là của đệ tử Thái Nhất Môn, ta sẽ đem nó làm lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Cái này làm lễ vật mừng thọ. Di Thân Vương nuốt nước miếng, Linh Lung Tiên Tôn là kẻ thù sinh tử của Thái Nhất Môn. Nếu những ngươi đem kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn dâng cho lên làm thọ lễ thì Linh Lung Tiên Tôn hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Có điều viên kim đan này là báu vật vô giá. Báu vật vô giá? Cái này tính là gì? Linh Lung Tiên Tôn là cấp bậc nào? Chúng ta tặng người thọ lễ như vậy, nhất định sẽ được đáp lễ thật lớn, là một hình mẫu cho tu sĩ thiên hạ. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ được nhiều chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, có khi Linh Lung Tiên Tôn cao hứng, bỏ pháp lực cường hoành tăng cường thực lực của ngươi lên tới kim đan cảnh cũng không phải là không được. Phương Hàn đáp, chỉ là như vậy thì sẽ đắc tội với Thái Nhất Môn. Đại Huyền Đế Quốc chúng ta dù sao cũng là thuộc sự quản lý của Thái Nhất Môn. Di Thân Vương là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ sự rắc rối của chuyện này. Hiện tại Thái Nhất Môn không ủng hộ ngươi thì ngươi còn sợ cái gì? Hơn nữa cho dù không tranh được ngôi vị hoàng đế, có sự che chở của Linh Lung Tiên Tôn thì ngươi cũng không thiệt thòi. Hiện tại không tìm chỗ dựa,
Sau này lỡ không giành được ngôi vị hoàng đế thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Đây là ta đang chuẩn bị cho ngươi một con đường lui. Phương Hàn nói ra kế hoạch của mình, như vậy mà đã tính toán sắp xếp rất kỹ càng. Một con đường lui. Di Thân Vương nghe thấy lời Phương Hàn nói thì tim giật thót một cái. Kỳ thật, trong các hoàng tử, hắn cũng không tính là người xuất sắc. Lần này lo lắng chuyện thọ lễ cho Linh Lung Tiên Tôn cũng là muốn bợ đỡ Linh Lung Phúc Địa. Nếu như có thể lấy được một nữ tu sĩ của Linh Lung Phúc Địa làm vương phi thì địa vị sẽ gia tăng lên rất nhiều. Có điều hắn cũng không dám ngang nhiên đắc tội với Thái Nhất Môn. Hiện tại Phương Hàn lại muốn đem kim đan của Triệu Huyền Nhất làm thọ lễ dâng lên cho Linh Lung Tiên Tôn. Chuyện này quả thật có thể làm cho Linh Lung Tiên Tôn vô cùng vui mừng. Nhưng mà như vậy cũng sẽ chọc giận Thái Nhất Môn. Có điều Linh Lung Tiên Tôn nổi danh bao che khuyết điểm, người mà nàng muốn bảo vệ thì không ai được động đến. Nếu như dâng kim đan cho nàng thì có thể yên tâm rằng cả đời này không cần phải lo lắng tai họa nữa. Đem kim đan làm thọ lễ có thể có được chỗ dựa vững chắc là Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng mà như vậy thì đắc tội với Thái Nhất Môn cũng rất là nguy hiểm. Có điều hiện tại thế lực của vương gia thật sự quá yếu ớt. Cho dù có ta hỗ trợ thì cũng không có khả năng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Phú quý phải tranh đoạt trong hiểm nguy. Lần này ta cho vương gia một cơ hội để lựa chọn. Dù sao thì cũng phải đi Linh Lung Phúc Địa một chuyến. Đem kim đan chúc thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn thu hồi kim đan. Hắn cũng không có định luyện hóa viên kim đan của Tống Duy Nhất. Một là hắn đã biết hết các loại thần thông trong này. Thứ hai là hiện tại hắn không cách nào luyện hóa được. Cho dù luyện thành kim đan thì hắn cũng phải lo luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Thứ ba là đem kim đan dâng cho Linh Lung Tiên Tôn sẽ có thêm một chỗ dựa lớn. Linh Lung Tiên Tôn nhất định có nhiều chỗ tốt hơn một viên kim đan. Đây là vụ mua bán một vốn bốn lời. Sử dụng đồ của mình làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất. Đây là phương châm hành động từ trước đến nay của Phương Hàn. Việc này để ta từ từ suy nghĩ kỹ đã. Bây giờ còn có một việc khác nữa. Di Thân Vương nghĩ nghĩ mãi mà vẫn không thể đưa ra được quyết định. 7 ngày nữa các hoàng tử chúng ta sẽ đi thám hiểm một di tích viễn cổ, không biết đạo hữu có thể giúp một tay không? Chuyện này ta cũng nghe Tát Thân Vương nói rồi, chỉ là không biết đi đâu, có nguy hiểm gì? Phương Hàn cũng biết Đại Huyền Đế Quốc có lực lượng rất mạnh mẽ, không giống với các hoàng triều khác trong thế tục, ngay cả cao thủ thần thông bí cảnh cũng không dám đắc tội với bọn họ. Cho dù là nằm dưới sự quản hạt của Thái Nhất Môn nhưng vẫn có sự tự chủ của mình, đương nhiên là hàng năm đều cung phụng cho Thái Nhất Môn rất nhiều pháp bảo và đan dược. Đó là một chỗ ở ngoại vực tinh không. Là do một vị trưởng lão trong hoàng tộc ta phát hiện một cái truyền tống trận ở chiến trường xưa lưu lại, dùng rất nhiều nguyên khí kích phát truyền tống trận, kết quả mở ra một thông đạo hướng tới một tinh cầu. Trên tinh cầu này ẩn ẩn có khí tức của pháp bảo rất cường đại, có điều cũng có rất nhiều yêu thú cường hoành, thiên ma, còn có một vài điều rất là cổ quái. Lần này trưởng lão hoàng tộc để chúng ta đi thăm dò cũng là để khảo nghiệm, thí luyện. A, Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, cái này có lẽ là một địa phương cùng loại với ngũ hành địa. Kỳ thật cả huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều truyền tống trận đến các di tích viễn cổ, Quy Hư là một ví dụ đặc biệt. Đương nhiên, truyền tống trận đến ngũ hành địa trong hoang dã thần miếu cũng có thể tính là một. Mỗi một lần phát hiện một di tích đều có được thu hoạch rất lớn. Đây là một cơ hội tốt giúp tăng lên thực lực, có điều thực lực của ta kém cỏi, cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Vốn định sẽ kéo bọn người Tiểu Nguyệt chân nhân đi cùng, có điều hiện tại có Phương Hàn ngươi phụ trợ thì ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hoa Thiên Đô có hộ tống Phong Thân Vương kia đi không? Phương Hàn hỏi. Cũng có thể. Đã như vậy thì ta đi theo người xem thử. Phương Hàn quyết định, vốn hắn muốn đi thẳng tới quần tinh môn báo tin, nhưng nghĩ nghĩ thấy hộ tống Di Thân Vương đi thám hiểm di tích viễn cổ không phải là một chuyện gì không tốt, nói không chừng còn có thể tìm được bảo tàng. Hiện tại hắn toàn thân trống không, không còn gì cả. Được, Di Thân Vương vỗ bàn đứng dậy, ta đã phái người bí mật quan sát vương phủ của Phong Thân Vương. Có tin tức gì của Hoa Thiên Đô thì ta sẽ thông chi cho ngươi. Phương Hàn gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày kế tiếp trôi qua một cách êm đềm. Không có chuyện gì xảy ra, Phương Hàn lẳng lặng vận chuyển nguyên khí, tích góp từng chút một, quán chú vào trong trứng côn bằng, bởi vì thời gian diễn hóa thành đại thôn phệ ma trận đã không còn xa nữa. Một khi luyện thành đại thôn phệ thuật, chẳng những có được lực lượng thôn phệ giống như Mạnh Thiểu Bạch, mà còn mạnh hơn một bậc nữa. 7 ngày thoáng cái đã trôi qua. Phương Hàn nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không có ngưng luyện nguyên anh đan mà đem nguyên khí khổng lồ của tiên giới truyền vào trong thân thể, hòa quyện cùng kinh mạch, huyệt khiếu, máu huyết của mình, chậm rãi bồi bổ. Củng cố thân thể, chỉ chờ đến khi khí tức đầy đủ thì sẽ một lần nữa đánh sâu vào kim đan cảnh. Diêm, hiện tại ta và ngươi phối hợp liệu có bị Hoa Thiên Đô nhận ra hay không? Tuyệt đối không thể nhận ra, ta đã nuốt 130.000 cân cửu dương thánh thủy, mặc dù không thể triệu hoán ra được Nại Hà Kiều, nhưng mà có thể kích phát rất nhiều pháp thuật che giấu khí tức, biến hóa hình thể. Hoa Thiên Đô cũng không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh, chưa có khả năng nhìn ra được. Hoàng Tuyền Đồ có một trận pháp gọi là chuyển thế đầu thai quyết, là một loại thần thông thay đổi tướng mạo. Ý rằng khi sử dụng nó thì chẳng khác nào ngươi chuyển thế đầu thai vậy. Thiên biến vạn hóa. Đột nhiên, Hoàng Tuyền Đồ biến thành một kiện ma bào, không phải màu vàng, mà là màu xanh biếc choàng lên người Phương Hàn. Lập tức khí tức của Phương Hàn liền biến đổi rất lớn.
trông giống như một thư sinh văn nhược. Cùng lúc đó mặt mũi hắn cũng vạn vẹo, biến hóa, mang khí tức như một văn nhân trong thế tục. Cả người thoáng cái như thoát thai hoán cốt, không ai có thể nhận ra được nữa. Năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế lập ra luân hồi đạo, du lịch mấy trăm năm, biến ảo ra đủ loại hình thể, thư sinh, lão nông, tiểu thương, quan viên, võ tướng, chúng sinh, không ai là không thử qua, ta cũng có được không ít kinh nghiệm. Hiện tại ngươi chỉ cần thay đổi trang phục một chút là có thể che giấu hoàn toàn bản thân, để ta nghĩ cho ngươi một cái tên nào, hừm, gọi là Đoạt Mệnh Thư Sinh đi. Năm đó khi dạo chơi nhân gian, Hoàng Tuyển Đại Đế cũng từng dùng danh hiệu này, Đoạt Mệnh Thư Sinh, sẽ không bị một ít lão ngoan đồng nhận ra chứ. Đây là danh hiệu Hoàng Tuyển Đại Đế dùng khi dạo chơi nhân gian, người tu đạo làm sao mà biết được, vậy là tốt rồi. Còn Tinh Vân Bảo Bảo, có nên ngụy trang một chút hay không? Nó thì ngụy trang làm gì, cứ ở yên trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc ngủ mới là chính đạo. Vừa mới thay đổi trang phục xong thì Di Thân Vương lại đi vào, nhìn Phương Hàn ngạc nhiên, ngươi. Hắn không thể tin được đây là Phương Hàn, tưởng là một người khác vừa tới đây. Di Thân Vương, từ hôm nay trở đi ta là Đoạt Mệnh Thư Sinh, không chính không tà, là một tán tu. Phương Hàn nói ra lời này, vận dụng A Tỳ khí ở trong vòng miệng cải biến âm thanh, không hề có chút âm sắc nào giống như trước đây, thật sự là thay đổi hoàn toàn. Chuyển thế đầu thai quyết này thật là thần diệu, Hoàng Tuyển đồ thật là vô cùng hữu dụng. Phương Hàn cảm giác được biến hóa của mình thì trong nội tâm cũng thầm vui mừng. Chuyển thế đầu thai quyết này là pháp môn che giấu, quả thật không khác gì một lần chuyển thế đầu thai. Toàn bộ những đặc điểm của bản thân đều biến mất, loại pháp môn này thật sự là quá khủng bố. Tốt, 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 như thế này thì không ai có thể nhận ra được. Di Thân Vương biết rõ đây là Phương Hàn thì vừa mừng vừa sợ. Hôm nay chính là ngày đệ tử hoàng tộc tụ tập chuẩn bị đi đến di tích viễn cổ. Khi tụ tập đông đủ sẽ xuất phát một lượt, vậy thì đi thôi. Trung ương Huyền Hoàng Thành là một sân rộng, trong sân có một tòa hoa biểu nguy nga. Lúc này là giữa trưa, những đệ tử hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc đều mặc hoàng bào là dòng hoàng tử chính thống, còn có một ít người mang đai lưng có hình rồng là các tôn thất đệ tử có quan hệ huyết thống khá xa. Hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc cơ hồ đều là tu sĩ, hơn nữa những người này đều có tu vi thâm bất khả chắc, quả thực có thể so với một trong 10 đại môn phái tiên đạo. Cái này cũng đảm bảo cho việc bọn họ có lực lượng đủ mạnh để thống trị vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy, có tới mấy trăm ức dân cư. Một đế quốc mấy trăm ức dân là khái niệm thế nào? Thập tam đệ, nghe nói gần đây một cao thủ mà nhị thập tứ đệ mời đến đã phế Thanh Dương lão tổ dưới trướng của ngươi, không biết là có thật hay không? Trong số các đệ tử hoàng tộc, thì người hấp dẫn sự chú ý nhất là một người tuổi chừng 30, tuy trẻ nhưng lại rất trầm ổn, uy nghiêm mà không xa lạ, khí chất xuất trần. Đây là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc, Dịch Thân Vương. Xung quanh hắn cũng tụ tập một ít hoàng tộc đệ tử giống như chúng tinh ủng nguyệt vậy. Quả đúng là thật. Người kia ra tay rất nhanh, tựa hồ là một cự phách trong ma đạo, một chiêu lên phế đi Thanh Dương lão tổ. Mặc dù kim đan của Thanh Dương lão tổ không cường đại nhưng dù sao cũng là kim đan, vậy mà ngay cả tự bạo cũng không kịp, không biết người tu loại thần thông nào nữa. Bên người Di Thân Vương có hoàng tử có bộ dáng cực kỳ uy mãnh, thân hình như rồng như hổ, ánh mắt sáng ngời, môi hởi vênh lên, khí tức rất sát phạt quyết đoán, mà lại rất thâm trầm. Hơn nữa khí tức của người này rất toàn vẹn, cũng là một cao thủ kim đan cảnh. Người này là Tam Hoàng Tử Chiến Thân Vương. A, à, ngay cả cao thủ kim đan cảnh cũng không kịp tự bạo, trong thiên hạ này cũng không có nhiều người như vậy, có thể từ đây mà tìm ra được chút manh mối xem. Mắt Dịch Thân Vương lập loè quang mang kỳ dị, đến rồi kia, nhị thập tứ đệ đến kia. Thập Tam Hoàng Tử Chiến Thân Vương đụng vào Dịch Thân Vương, đi, chúng ta đi qua xem. Trong lúc nói chuyện, thân thể Dịch Thân Vương chớp động, nhẹ nhàng bay lên. Dịch Thân Vương đến kia, hắn là một người rất bí hiểm, là người lợi hại nhất trong số các hoàng tử, nên cẩn thận một chút. Thấy mấy người Dịch Thân Vương bay tới, Di Thân Vương có chút lo lắng, tựa hồ hắn có hơi sợ vị tứ hoàng tử này. Hừ, người quả thật có chút khó đối phó. Phương Hàn cũng âm thầm đánh giá Dịch Thân Vương đang bay tới, phát hiện khí tức của người này giống như một quyển sách vĩnh viễn không thể nào hiểu được, vô cùng phong phú, mà hắn cũng không cách nào nhìn thấu được tu vi của người này. Đương nhiên là nếu như giao thủ thì sẽ biết được. Nghe nói nhị thập tứ đệ mời được một vị cao thủ, hẳn là vị này. Dịch Thân Vương dừng lại giữa không trung, nhìn Phương Hàn, rồi đột nhiên mở miệng, tại hạ là Đoạt Mệnh Thư Sinh, đã nghe đại danh của Thân Vương từ lâu. Phương Hàn đáp lại, để lộ ra một cái ngọc phiến, nhẹ nhàng phe phẩy. Ngọc phiến này cũng không phải bảo bối, chỉ là một vật trang điểm cho thân phận mà hắn tùy tiện lấy được tại vương phủ của Di Thân Vương mà thôi. Thấy bộ dáng này của Phương Hàn, Dịch Thân Vương lóe lên một tia nghi hoặc, không thể nào đoán được thân phận như hắn đã nghĩ. Tứ ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi cùng Thập Tam ca cùng nhau tiến vào di tích, không mang theo cao thủ hộ vệ nào sao? Xem ra rất tin tưởng vào tu vi của mình, tiếc là ta còn chưa luyện tới kim đan cảnh, nếu không cũng sẽ học hỏi, tiêu sái như các ngươi. Di Thân Vương chấn định lại, thảnh thơi tiến lên trả lời, nhị thập tứ đệ có vị Đoạt Mệnh Thư Sinh này làm hộ vệ cũng phải hết sức cẩn thận,
lần này thăm dò di tích nhất định có thể tìm được tuyệt phẩm bảo bối, vô cùng tài phú. Dịch Thân Vương nhìn mặt Phương Hàn, tựa hồ muốn tìm một chút dấu vết gì đó. Đáng tiếc, Phương Hàn đã mượn lực lượng của Hoàng Tuyển Đồ thi triển chuyển thế đầu thai quyết, chẳng khác gì thay đổi thành một người khác, làm thế nào cũng không thể nhìn ra bất luận mánh khóe gì. Một người chưa tu luyện tới kim đan cảnh lại có thể đánh bại Thanh Dương lão tổ, ta vẫn không tin được, để xem ngươi có pháp bảo gì. Đoạt Mệnh Thư Sinh, chúng ta luận bàn một chút nào. Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thân Vương nhìn chằm chằm vào Phương Hàn một hồi, đôi mắt bỗng nhiên bộc phát chiến ý chưa từng có, thân thể chớp động, tiêu thất giữa không trung. Tiếp đó, Phương Hàn liền thấy một nắm tay cực lớn xuất hiện ngay trước mặt mình, càng ngày càng lớn, trông như một quả núi đang dần áp tới. Chiến Thân Vương không hổ cho chữ chiến, nói động thủ là động thủ, không có nửa điểm cố kỵ nào. Kỳ thật hắn cũng không cần cố kỵ, bởi vì không người nào trong dám làm tổn thương hắn khi còn ở trong Huyền Hoàng Thành này, mà hắn ra tay bất ngờ như vậy là muốn kiểm tra lai lịch của Phương Hàn. Càng lợi hại hơn chính là trong các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, hắn là người có một thân tu vi thâm bất khả chắc, thậm chí có thể so sánh với tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, không phải là loại phế vật như Thanh Dương lão tổ có thể so sánh. Một quyền này chính là thần thông sở trường của hắn, bài vân thủ, nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình, lớn như bầu trời, cuồn cuộn lao đến tưởng như không thể nào tránh thoát được. Sư, một quyền của hắn đánh mạnh vào đầu của Phương Hàn, nhưng mà bỗng nhiên đầu của Phương Hàn biến mất, làm cho hắn đánh vào hư không. Không tốt, hắn vội vàng xoay người lại, lui nhanh, nhưng đã muộn, sau lưng truyền đến một thanh âm, tốc độ của ngươi quá chậm, trong lúc ngươi đánh ra một quyền đó, ta có cả trăm loại thủ đoạn có thể giết chết ngươi, có điều hiện giờ chỉ giáo huấn ngươi một chút, sau này không nên tùy tiện đánh người, tránh chọc phải cao nhân, chết không có chỗ chôn. Thanh âm này không phải là âm ba mà là một luồng ý niệm, muốn chết. Thân thể Chiến Thân Vương co rụt lại, ngưng tụ toàn bộ thần thông, liên tiếp thì triển ra vài loại đại thần thông, cả người giống như một viên lưu tinh, lập lòe, ai cũng không thể đoán được hắn sẽ bay đi hướng nào. Cô viên bách đến thân, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh với Phương Hàn. Sau khi lục mục phong thần bia hoàn toàn dung nhập vào thân thể, tốc độ của Phương Hàn đã siêu việt đạo khí, lực lượng, tốc độ đều đề cao một mức độ rất lớn. Chiến Thân Vương quả thực rất lợi hại, nhưng trong mắt Phương Hàn không khác gì một tiểu hài tử cả. Khi hắn thi triển cổ viên bách biến thân, Phương Hàn quỷ bí hiện ra sau lưng hắn, tay chộp ra một chảo này chộp xuống, không gian tựa như muốn sụp đổ, áp lực mạnh mẽ lập tức khống chế, khiến cho Chiến Thân Vương không thể nhúc nhích được. Trong lòng hắn hoảng hốt trơ mắt nhìn một chảo đang bổ xuống thiên môn của hắn. Hắn muốn phóng kim đan ra nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của Phương Hàn, thiên môn trên đầu hắn như có một cái nắp, kim đan không cách nào phá nắp xông ra được. Thập Tam đệ cẩn thận, thấy một màn này, trong mắt Dịch Thân Vương lóe lên một tia kỳ dị. Một cổ ý niệm nổ lên, từ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo kiếm hình bay ra với tốc độ cực nhanh, đánh vào sau lưng Phương Hàn. Thần ý kiếm, cùng một loại với tâm linh kiếm, Phương Hàn tiện tay chộp ra một chảo, cũng không có thi triển pháp lực gì, thanh kiếm này đã bị hắn bắt lấy, tuy không ngừng rung động nhưng không cách nào thoát ra được, mà tay kia của hắn vẫn tiếp tục đánh xuống, bắt lấy phần gáy của Chiến Thân Vương. Chiến Thân Vương là một hoàng tử xuất sắc trong số các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, có thể so với tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Vậy mà bị hắn bắt một cách thật đơn giản, không thể động đậy được. Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm, Dịch Thân Vương thấy một màn này thì trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đột nhiên không gian chung quanh Phương Hàn rung động mãnh liệt, xuất hiện hơn vạn đạo kiếm khí, tựa như một sát thủ ẩn giấu từ lâu, bây giờ bỗng nhiên hiện ra. Đây là một cái tuyệt sát kiếm trận, đại trận vạn kiếm. Hơn nữa những thanh kiếm này đều là vô ảnh kiếm, vô ảnh vô tung, đột nhiên xuất hiện tạo thành tuyệt sát thế, quả là lợi hại, không hổ là hoàng tử mạnh nhất. Tâm niệm Phương Hàn vừa động, cả người đã bị vây kín bởi vô ảnh kiếm, ngay cả Chiến Thân Vương cũng nằm trong phạm vi công kích. Hắn đã nhìn ra, mỗi một đạo kiếm khí này đều là một thanh vô ảnh kiếm cấp bậc bảo khí, là Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm trong truyền thuyết, bộ kiếm trận với hơn vạn thanh bảo kiếm do tiên nhân thượng cổ luyện chế. Vô ảnh vô hình là tuyệt học của vô ảnh kiếm tông thời thượng cổ. Tuy hiện tại hắn có thể phá vỡ kiếm trận, nhưng hắn không muốn hiển lộ thực lực của mình, thế là hắn dùng thuấn gian di động, trực tiếp chuyển di, thoát ra ngoài phạm vi của kiếm trận. Đoạt Mệnh Thư Sinh, hảo thủ đoạn, dựa theo tu vi của ngươi thì hẳn đã sớm nổi danh rồi, vì sao trước giờ ta chưa từng nghe nói qua về ngươi? Thấy Phương Hàn tránh thoát ra ngoài, mắt Dịch Thân Vương chớp động, vạn đạo kiếm hình cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chiến Thân Vương cũng chấn định lại, bay về bên người Dịch Thân Vương. Dịch Thân Vương rung động trong lòng, Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm trận là một thủ đoạn rất mạnh của hắn, vô thanh vô tức bố trí ra kiếm trận tuyệt sát, cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng phải chết trong trận, vậy mà Phương Hàn lại có thể chuyển di ra khỏi phạm vi của đại trận, căn bản không sợ bị bùa vây, điểm này thật sự quá mức khủng bố. Phương Hàn, tên Dịch Thân Vương này hình như đoạt được truyền thừa của Vô Ảnh Kiếm Tông, là một trong hai đại kiếm phái nổi danh thời thượng cổ, ngang hàng với Vô Sinh Kiếm Phái. Vô Sinh Kiếm Phái thì đơn truyền tung hoành thiên hạ, còn Vô Ảnh Kiếm Tông thì rất đông đảo,
Hơn nữa mỗi người đều luyện chế một bộ phi kiếm đại trận, hơn nữa phương pháp luyện chế cũng rất đặc biệt, vô ảnh vô hình, cả thiên hạ không ai có thể làm được. Bộ vạn tiên vô ảnh kiếm trận này của hắn chừng hơn vạn thanh phi kiếm, mạnh hơn cả diễn nguyệt kiếm trận của ngươi. Huyết Dạ Chi Vương mặc dù là đạo khí nhưng nếu đấu với nó cũng không phải đối thủ. Diêm trao đổi với Phương Hàn, đó là đương nhiên, cho dù lợi hại như Phương Hàn hiện giờ, một khi vạn cao thủ thiên nhân cảnh kết lại thành một đại trận cũng có thể đánh cho hắn thất điên bát đảo. Huyết Dạ Vương không cam lòng khi bị Diêm xem nhẹ, vội vàng giống lên, kiến đông cắn chết voi. Ta sớm biết rồi, có điều cũng không biết hắn làm sao mà có thể điều khiển được một vạn thanh phi kiếm. Xem ra tên dịch thân vương này còn ẩn giấu thủ đoạn nào đó, hơn nữa tu vi của hắn hình như còn trên kim đan cảnh, có điều vẫn không phải là đối thủ của ta. Nếu muốn thì ta có thể giết chết hắn trong nháy mắt, còn chiến thân vương thì trong tích tắc là có thể giết chết hắn tới 10 lần. Phương Hàn âm thầm suy nghĩ, vốn di thân vương mua bộ thiên âm hắc xa kiếm trận 3.600 thanh phi kiếm cũng không thể thôi động được. Phương Hàn tuy có thể tùy ý sử dụng nhưng cũng không phù hợp với hắn. Hiện tại dịch thân vương này lại rất kỳ quái, có thể thôi động bộ vạn tiên vô ảnh kiếm. Ta ở trong núi tu luyện nhiều năm, chỉ mới xuất thế gần đây, danh tiếng chưa có nên vương gia không biết cũng là chuyện bình thường. Nghe dịch thân vương hỏi, Phương Hàn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, thần thái rất tự nhiên. Được, mặc kệ ngươi là ai, qua lần này cũng đáng được sự tôn kính của ta. Chiến thân vương tựa hồ đã dẹp tan được bóng ma của sự thất bại, không có thẹn quá hóa giận. Điểm này thật khiến cho Phương Hàn có chút bất ngờ, cảm giác được vị hoàng tử này không đơn giản. Đáng tiếc là vẫn không thể nhìn ra được công pháp của người này. Tứ ca, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Nhị thập tứ đệ mời được một cao thủ bậc này, như vậy khi đi thăm dò di tích viễn cổ, sợ là hắn sẽ chiếm được lợi thế rất lớn. Chiến thân vương đột nhiên dùng thần niệm trao đổi với dịch thân vương. Người này tuy mạnh mẽ nhưng mà đây cũng là cơ hội của chúng ta. Lần thăm dò di tích viễn cổ này, thế lực mạnh nhất chính là đại ca phong thân vương. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà mời được Hoa Thiên Đô. Có lẽ chúng ta có thể liên hoành hợp tung, mượn tay người này đối phó Hoa Thiên Đô và các thế lực khác. Dịch thân vương bình tĩnh suy nghĩ, tính toán. Nhị thập tứ đệ, đại ca đến kìa, chúng ta cùng đi nghênh đón thôi. Lúc này đột nhiên từ xa xa truyền đến một luồng khí thế vô thiên cái địa, là do một người đi cùng với đại hoàng tử phong thân vương phát ra. Người này mặc thanh y, trông bộ dáng như thư sinh, chính là Hoa Thiên Đô. Lần này kinh động rất nhiều hoàng tử, có người thì khẩn trương, có người muốn tới bợ đỡ, có người thì lạnh nhạt thờ ơ, tựa hồ đã có ý định. Xin chào Hoa Tiên Sinh. Dịch thân vương bay đến trước tiên, chắp tay chào Hoa Thiên Đô. Nghe nói Hoa Tiên Sinh chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. 10 ngày trước tiên sinh lại mua được sinh sinh tạo hóa hoàn, chắc là chuẩn bị khi vừa bước vào trường sinh bí cảnh thì liền dùng nó tiến thẳng vào tầng thứ hai bất tử chi thân. Ta xin chúc mừng trước, ta còn chuẩn bị một phần lễ vật nữa. Dịch thân vương khách khí rồi. Hoa Thiên Đô cười cười, bước vào trường sinh bí cảnh là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà chuẩn bị lễ vật như thế này thì có phần hơi sớm. Ta đã đáp ứng phong thân vương, bảo vệ cho phong thân vương khi đi lịch lãm trong di tích viễn cổ. Ha, xin giới thiệu với Hoa Tiên Sinh, đây là nhị thập tứ đệ di thân vương. Lần này hắn mời được một vị cao thủ đến hỗ trợ, có lẽ sẽ là kình địch của Hoa Tiên Sinh. Dịch thân vương đột nhiên quay về phía Phương Hàn và di thân vương. Thật không? Hoa Thiên Đô thoáng nhìn về phía Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn liền cảm giác được một quang rừng rực, tựa hồ muốn nhìn thấu lục phủ, ngũ tạng, toàn thân của mình. Một luồng ý niệm tựa như muốn nhìn thấu hết toàn bộ thân thể hắn. Trong nội tâm thầm hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn lại, tay vỗ mạnh cây quạt của mình. Hoa Thiên Đô tuy rất mạnh nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được chuyển thế đầu thai quyết của ta. Ta sẽ làm cho hắn mê loạn một hồi. Phương Hàn âm thầm thúc giục, lộ ra khí tức kim đan của Tống Duy Nhất. Hắn muốn giả tạo khí thế của cao thủ kim đan cảnh. Hoa Thiên Đô khẳng định biết rõ, hắn tu luyện tới 55 loại thần thông nhưng chưa luyện thành kim đan. Nếu có luyện thành thì cũng sẽ có lực lượng kinh thiên động địa. Bây giờ làm như vậy sẽ khiến cho Hoa Thiên Đô không cách nào đoán ra được thân phận thật sự của hắn. Hoa Tiên Sinh, tu vi của Luật Mệnh Thư Sinh này như thế nào? Hắn thật sự chưa luyện thành kim đan sao? Không luyện thành kim đan làm sao có thể phế bỏ Thanh Dương lão tổ được? Như vậy thì thật là quá kinh khủng đi. Đại hoàng tử Phong Thân Vương đột nhiên dùng tinh thần trao đổi với Hoa Thiên Đô. Người này luyện thành kim đan rồi, hơn nữa thần thông cũng không nhỏ. Hắn tuy kiệt lực che giấu khí tức kim đan của mình nhưng vẫn bị ta phát giác ra được. Kim đan của hắn ước chừng có 30 loại thần thông, là một kẻ rất mạnh. Hơn nữa người này còn tu luyện một loại bí pháp nào đó, dùng hóa pháp bảo vào trong thân thể, lực lượng rất khủng bố, khó trách có thể phế bỏ được Thanh Dương lão tổ. Có điều bằng vào tu vi kim đan cảnh của hắn thì cũng không đáng để ta coi trọng. Ta chỉ cần chờ bàn tay là có thể khiến cho hắn trở thành tro bụi. Hoa Thiên Đô cảm nhận được khí tức kim đan từ trong người Phương Hàn tỏa ra thì yên tâm, cho rằng Phương Hàn quả thật là một tiểu đầu sỏ kim đan cảnh. Mặc cho gian hoạt như Hoa Thiên Đô, ngươi cũng chỉ đáng uống nước rửa chân của ta mà thôi. Phương Hàn thầm cười lạnh trong lòng. Đúng lúc này, lại có một cổ khí tức cường đại phá không bay tới. Là nhị ca, tam ca, ngũ ca, thất ca cùng tới. Bọn họ tìm đâu ra được nhiều cao thủ như vậy?
Luồng khí tức mạnh mẽ này đều là các hoàng tử, hơn nữa những hoàng tử này đều đã luyện thành kim đan. Hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc tựa hồ còn đông đảo hơn chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Bên người mỗi hoàng tử này đều có hoặc nhiều hoặc ít cao thủ, trong đó có mấy cao thủ khí tức cực kỳ cường đại. Phương Hàn nhìn qua, liền phát hiện có người tu luyện tới tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng, thậm chí còn có cao thủ ngang hàng với Hoa Thiên Đô, nghịch thiên cải mệnh. Không biết làm sao mà các hoàng tử này lại mời được các cao thủ bậc này tới đây. Nhị ca rõ ràng mời được Hắc U Vương của Hoàng Tuyền Ma Tông. Người này tuy không bằng quỷ đế nhưng mà cũng là một cao thủ trong Hoàng Tuyền Ma Tông, thành danh được hơn 1.000 năm rồi. Di Thân Vương âm thầm trao đổi với Phương Hàn. Phương Hàn cũng nhìn ra, bên người một vị hoàng tử có một người toàn thân y phục màu đen, trên lưng là một thanh bảo kiếm, thần sắc lạnh lùng. Nam tử này có khí tức giống với bọn người kiếm cuồng trưởng lão, là cường giả tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng. Diêm, người có biết người này không? Ta không biết, có thể là nhân tài mới nổi. Dù sao thì cũng 3.000 năm rồi, trong Hoàng Tuyền Ma Tông cũng có không ít nhân vật xuất chúng. Quỷ đế là thế hệ trước, Hắc U Vương này khẳng định là thế hệ mới, thành danh được hơn 1.000 năm, cũng không phải là nhân tài mới nổi. Phương Hàn suy nghĩ, hoàng tộc trưởng lão đoàn đã tới. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đoàn thanh quang, lấp loáng có bóng người lai động bên trong, khí tức cường đại truyền tới đồng thời có thanh âm thật to vang lên. Lần này hoàng tộc đệ tử của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta đi thăm dò di tích viễn cổ thông qua truyền tống trận trong lòng đất. Vì phòng ngừa ma tộc hủy hoại truyền tống trận nên trưởng lão đoàn sẽ thủ hộ chung quanh. Nhiệm vụ thăm dò sẽ giao cho các ngươi. Trong viễn cổ di tích, khắp nơi đều là chân bảo, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Các ngươi phải cẩn thận. Xuất phát, một tiết hô lớn vang lên, ngàn vạn hoàng tộc đệ tử bay lên, đi theo đạo thanh quang. Đây là một kiện đạo khí hình thuyền. Thực lực của Đại Huyền Đế Quốc thật là mạnh mẽ. Phương Hàn quan sát đoàn thanh quang kia thì có thể thấy chiếc thuyền này là bảo bối cao hơn một bậc so với Đại Phạm Quang Minh thuyền. Đây là kiện chí bảo của hoàng thất chúng ta, Long Kình Chu, dùng da của viễn cổ Long Kình kết hợp với vô số bảo bối, trải qua mấy ngàn năm rèn luyện mới thành, là một kiện trung phẩm đạo khí. Lần này truyền tống trận nằm trong lòng đất, vì để phòng ngừa bị ma tộc quấy phá nên hoàng tộc trưởng lão đoàn mới tọa trấn ở bên ngoài. Di Thân Vương nói với Phương Hàn, đoàn khí lưu khổng lồ vút đi trên không trung của Huyền Hoàng Thành. Sau vài canh giờ, Phương Hàn đã thấy được một bình nguyên rộng lớn, một khe nứt với những mỏm đá lởm chởm sâu xuống bên dưới lòng đất hiện ra trước mắt. Hoàng thất trưởng lão đoàn ngồi trên thuyền dẫn đầu đi xuống, đệ tử hoàng tộc cũng nối đuôi theo sau. Các loại kiếm quang, thần thông, pháp bảo chiếu rọi lòng đất tối đen. Giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu rõ thế nào là người đông thế mạnh. Một đám đông thần thông bí cảnh như thế này cùng lên thì cho dù là đầu sỏ muôn đời, trường sinh bí cảnh cũng không chống đỡ nổi. Xem bộ dáng các đệ tử hoàng tộc có vẻ rất quen thuộc với tràng cảnh này, Phương Hàn liền hiểu được Đại Huyền Đế Quốc rất thường xuyên tổ chức các cuộc thám hiểm, tâm bảo như thế này, một là đề cao võ lực, mưu đồ tài phú, hai là ma luyện đệ tử, cũng giống các hoạt động săn bắn bình thường của hoàng tộc trong thế tục. Vừa vào trong lòng đất là một mảng không gian rộng lớn vô cùng vô tận, tối đen mịt mù, nhưng cũng không có đụng phải yêu thú và ma tộc, hiển nhiên nơi này đã được thanh lý sạch sẽ. Tiếp tục phi hành được một lúc nữa thì một tòa truyền tống trận mập mờ hiện ra trước mắt. Tòa truyền tống trận này to lớn vô cùng, cả truyền tống trận tràn ngập một loại khí tức cổ xưa, xung quanh chất đống đống pháp tinh ngọc thạch, hiển nhiên là để thúc giục và cung cấp năng lượng cho truyền tống trận vận chuyển. Trông thấy nhiều pháp tinh ngọc thạch như vậy, Phương Hàn cũng có chút thèm thuồng. Mở, mấy trưởng lão ở trên Long Kình Chu quát nhẹ một tiếng, toàn bộ pháp tinh ngọc thạch xung quanh truyền tống trận liền bốc cháy, truyền một luồng pháp lực khổng lồ vào trong truyền tống trận, từ trong truyền tống trận tỏa ra lực lượng không gian cực kỳ to lớn. Tốt lắm, bây giờ mọi người đều tiến vào truyền tống trận đi, đến viễn cổ di tích tìm kiếm pháp bảo, tru sát thiên ma và yêu thú ở trong đó. Chỉ là cần phải nhớ kỹ, phải quay trở về trước 12 canh giờ sau. Dạ, theo quang hoa không ngừng lập lòe, lần lượt từng đệ tử hoàng tộc tiến nhập vào bên trong truyền tống trận rồi thoáng cái là biến mất. Trông thấy Hoa Thiên Đô cùng với 10 vị hoàng tử đứng đầu biến mất trong cổ trận, Phương Hàn liếc mắt nhìn Di Thân Vương sau đó cùng nhau tiến vào truyền tống trận, sư một cái cũng biến mất trong đó. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử hoàng tộc đều đã biến mất trong truyền tống trận, chỉ để lại một mình Long Kình Chu lẳng lặng đứng ở giữa không trung. Các trưởng lão hoàng tộc đứng đàm luận với nhau, lần này không biết những hoàng tử sẽ gặp được kỳ ngộ gì ở bàn Long Tinh đây. Một trưởng lão hoàng tộc nói, bàn Long Tinh này chính là nơi trú ngụ của Long tộc thượng cổ, vốn có rất nhiều long nhân ở đó, sau tao ngộ thiên ma, chinh chiến suốt mấy ngàn năm giờ đây đã trở nên hoang phế. Trên đó vẫn còn một ít yêu thú do Long tộc nuôi dưỡng, càng có thật nhiều thiên ma cùng với một ít bảo tàng, rất nhiều thứ tốt. Một trưởng lão khác nói, không biết lần này liệu có nguy hiểm gì hay không, thượng cổ Long tộc am hiểu nhất là cất giữ bảo bối. Lần này nhiều hoàng tộc đệ tử của chúng ta đi vào như vậy nhất định sẽ có người giành được tiên duyên. Nguy hiểm về cơ bản là không có, không thấy có Hoa Thiên Đô và một ít cao thủ cùng tiến vào hay sao. Trong các hoàng tử của chúng ta cũng có người tài ba, không ngờ có thể mời được loại cường giả cấp bậc này. Lại một trưởng lão khác nói, đáng tiếc,
Nếu như có thể tìm được hậu duệ của Long Nhân thì càng dễ dàng khai phá bảo tàng của Long tộc thượng cổ. Nghe đồn trong các đệ tử của Vũ Hóa Môn có một người tên là Long Huyên, là hậu duệ của Long Nhân. Nếu như hoàng tử nào đó của chúng ta cưới được thì hay rồi. Nghe nói nàng tu vi cũng không cao lắm, cũng chưa luyện thành kim đan. Nếu như có hoàng tử nào đến cầu thân thì rất có thể thành công. Không nhất định, nghe đồn nàng đầu phục tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn là Phương Hàn, bị Phương Hàn độc chiếm. Mà Phương Hàn chính là sát tinh của Thái Nhất Môn, kẻ dám giết chết hai đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Muốn cưới được nàng cũng không phải đơn giản. Một hoàng tộc trưởng lão khác lắc đầu nói, đáng tiếc là bằng Long Tinh có rất nhiều di tích chỉ có huyết mạch của Long Nhân mới có thể mở ra được. Phương Hàn và Hoa Thiên Đô chắc chắn sẽ có một cuộc chiến, đến lúc đó hắn sẽ bị giết chết, khi đó Long Nguyên cũng khó có thể tự mình chống đỡ được. Chờ Hoa Thiên Đô nắm giữ được Vũ Hóa Môn, chúng ta có thể yêu cầu hắn gả Long Nguyên cho chúng ta. Cứ chờ xem đã, bây giờ nhiệm vụ trọng yếu là phòng thủ nơi này, đề phòng ma tộc đến quấy rối. Truyền tống trận xoay tròn, Phương Hàn cảm giác trời đất xoay chuyển, sau đó trước mặt hắn là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cùng loại với man hoang xâm lâm, nhưng cây cối cao hơn rất nhiều so với man hoang xâm lâm. Ngoài ra còn có một cổ khí tức hoang tàn, vắng vẻ. Thậm chí Phương Hàn còn cảm giác được trong không khí có một cổ áp lực vô hình. Hình như là trên tinh cầu này có một loại dã thú chí tôn tồn tại, tùy thời đều có thể thức tỉnh, tiêu diệt các địch nhân xâm lấn lãnh thổ của nó. Phương Hàn, đây là Long Huyệt. Long Huyệt đó là sao huyệt của Thiên Long thời Thái Cổ. Không thể tưởng được hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc lại tìm được viễn cổ di tích này. Diêm cảm nhận khí tức xung quanh rồi nói, đây là Long Tức. Quả đúng là Long Tức, đích thật là khí tức của Thiên Long. Không biết đây là tinh cầu thần bí nào trong vũ trụ mà lại được Thiên Long chọn làm nơi ở. Đây là nơi cư ngụ của viễn cổ Thiên Long sao? Liệu có Thiên Long nào không? Phương Hàn biết rõ, viễn cổ Thiên Long chính là cường giả trường sinh bí cảnh. Hơn nữa pháp lực còn lợi hại hơn cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường rất nhiều. Long thân khác một trời một vực với nhân thân. Không nhất định, có lẽ không. Có điều ta dám đoan chắc là có bảo tàng. Bởi vì Long thích nhất là sưu tầm thiên tài địa bảo trong vũ trụ rồi cất giữ. Đương nhiên viễn cổ Thiên Long cũng nuôi dưỡng một ít yêu thú cường đại để thủ hộ bảo tàng của nó. Phương Hàn, nếu như chúng ta có thể tìm được bảo tàng của một viễn cổ Thiên Long thì giàu to rồi, không thua gì tìm được một tòa tiên phủ cả. Trong đó có đủ thứ, cái gì là phi kiếm, pháp bảo, mỗi thứ đều trị giá ít nhất là 100 ức, thậm chí là 1000 ức đan dược. Diêm kích động, hưng phấn không thôi. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là nếu có thể tìm được di hài của viễn cổ Thiên Long thì chúng ta giàu to. Hài cốt của viễn cổ Thiên Long là thuần dương pháp thể, sau khi ta thôn vệ xong sẽ có được hình thể chân thật, thực lực tăng lên rất nhiều. Lần này chúng ta có lời lớn rồi, không ngờ có thể đi theo hoàng thất đệ tử của Đại Huyền Đế Quốc đến Long Huyệt, vậy thì cũng phải tìm được bảo tàng rồi nói sau. Hiện giờ ở đây có bao nhiêu người, cho dù có tìm được bảo tàng thì cũng không cách nào độc chiếm được. Đừng quên nơi này còn có Hoa Thiên Đô nữa. Phương Hàn cũng không có quá lạc quan. Đi thôi, bọn họ đều đi cả rồi. Di Thân Vương nói chuyện, thì ra các hoàng tử khác sau khi truyền tống tới đây thì liền túm năm, tụm ba chia nhau ra mà đi, thăm dò bốn phía. Đã như vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Phương Hàn há miệng phun ra một cục khí lưu lục sắc, thoáng cái bao trùm cả người hắn và Di Thân Vương, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, tựa hồ hòa nhập vào trong cây cối, làm cho người khác khó có thể phát hiện ra được. Hả? Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thân Vương vẫn một mực quan sát động tĩnh của Phương Hàn và Di Thân Vương thấy mới thoáng cái. Phương Hàn và Di Thân Vương đã biến mất thì không khỏi cả kinh. Tứ ca, Đoạt Mệnh Thư Sinh thật là lợi hại. Ta cũng không cách nào phát giác ra được là hắn đã đi như thế nào. Lần này chỉ sợ hắn sẽ giúp nhị thập tứ đệ lấy được không ít đồ tốt. Vạn nhất thực lực đệ ấy tăng lên nhiều thì sẽ trở thành một uy hiếp nghiêm trọng đối với chúng ta. Không sao, đây là bàn Long Tinh, là sao huyệt của viễn cổ Thiên Long. Long Nhân từng thành lập một đế quốc khổng lồ ở đây. Nơi này hẳn là có không ít bảo tàng, nhưng sau khi tìm được chắc chắn sẽ có một phen tranh đoạt chém giết. Hoàng tộc chúng ta tự nhiên là không cần phải tàn sát lẫn nhau, chỉ cần để cho các cao thủ mời đến tranh đấu là xong rồi, lại chiếm được tiện nghi rất lớn. Tứ Hoàng Tử Dịch Thân Vương lộ ra vẻ mặt vui vẻ, bây giờ ngươi cứ đi theo ta sẽ thi triển vô ảnh kiếm độn, không ai có thể phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Chúng cứ xem thử Hoa Thiên Đô sẽ làm gì, người này có thủ đoạn, có lực lượng, nói không chừng có thể phát hiện một ít bảo tàng của viễn cổ Thiên Long cũng nên. Trong lúc nói chuyện, trong không khí lập lòe mấy đạo kiếm quang vô hình bao trùm lấy hai người rồi dần biến mất vô ảnh vô tung. Vô ảnh kiếm độn, Hoa tiên sinh, nơi này là sao huyệt của viễn cổ Thiên Long. Ta trước đó từng đưa cho ngươi xem qua tư liệu rồi, không biết ngươi có thể tìm Long Huyệt, bảo tàng gì không? Hoa Thiên Đô và Đại Hoàng Tử Phong Thân Vương vẫn ở trong truyền tống trận, không có đi ra ngoài. Hoa Thiên Đô chắp tay sau lưng, tựa hồ đang đánh giá cái gì đó. Phong Thân Vương, mấy người huynh đệ của ngươi tìm được không ít người giúp đỡ, nhất là nhị hoàng tử, không ngờ còn mời cả cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắc U Vương, những kẻ theo tà ma ngoại đạo này sau này có thể làm đảo loạn Đại Huyền Đế Quốc đó. Còn có tên Đoạt Mệnh Thư Sinh kia không biết từ đâu mà ra. Hôm nay ta đã đến đây thì sẽ giúp ngươi dứt khoát giải quyết hết những người này.
khi đó đoạt được cũng không ít pháp bảo. Hoa Thiên Đô ung dung nói, vậy xin đa tạ tiên sinh, với thực lực của tiên sinh muốn giết hết toàn bộ những người này đương nhiên có thể, dù sao thì bọn họ cũng không phải là tán tu mà là người của Ma Tông, có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ hết bọn họ cũng rất hợp với ý ta. Phong Thân Vương mừng rỡ nói, giết hết bọn họ thì số hoàng tử có thể chống lại ta cũng không còn bao nhiêu, có điều không biết tiên sinh có thể giúp ta ám toán tứ hoàng tử không, chuyện nội bộ trong hoàng tàu của các ngươi ta không quản, cũng không thể nhúng tay vào được, đây là quy củ, hoàng tử thì ngươi tự đối phó đi, ta không thể làm gì được. Hoa Thiên Đô chậm rãi nói, trước đi giết Hắc U Vương bên người nhị hoàng tử, dưới tay ta hắn không có cách nào chạy trốn được, chỉ là cần phải đề phòng hắn tự bạo nguyên thần, giết chết Hắc U Vương này xong thì đi giết Đoạt Mệnh Thư Sinh, sau đó là người của Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, ta có thể xử lý toàn bộ những người này trong 6 canh giờ, thời gian còn lại có thể từ từ tìm kiếm bảo tàng. Trong lúc nói chuyện, Hoa Thiên Đô cùng với đại hoàng tử Phong Thân Vương thoáng cái liền biến mất. Trên tinh cầu này sao mà lại có nhiều linh dược như vậy? Phương Hàn lúc này đã đi ra ngoài được mấy ngàn dặm, dùng Thanh Đế Mộc Hoàng Công dung nhập vào trong rừng rậm vô tận liền phát hiện ra rất nhiều linh dược quý hiếm, thậm chí có những cái mà ngay cả ở Huyền Hoàng đại thế giới cũng không có, tỉ như thập sắc long chi thảo, là thánh dược giúp gia tăng thọ mệnh, dùng lò luyện chế có thể chế ra đan dược gia tăng trăm năm thọ mệnh, vô cùng chân quý. Có điều loại cỏ này có linh tính, có thể chui xuống đất hoặc dung nhập vào trong đại thụ, cao thủ bình thường rất khó có thể tìm được, cho dù có tìm được cũng không bắt được, nhưng Phương Hàn thì lại rất đơn giản, chỉ nhẹ chộp một cái là bắt được, thoáng cái đã có được 10 loại cỏ. Di Thân Vương nhìn thấy một màn này thèm thuồng không thôi, có điều hắn cũng ngát được một ít linh dược. Tinh cầu này là xào huyệt của Thiên Long, linh thảo đương nhiên là nhiều, nơi nào Thiên Long cư ngụ thì đều tràn ngập long tức cường đại, bất luận cây cỏ gì đều sẽ sinh ra linh tính, thậm chí một ngọn núi nơi có Thiên Long lột da qua, máu tươi vung vãi trên đó sẽ khiến cho đất đá biến đổi thành huyết long tinh. Dùng huyết long tinh làm tài liệu có thể luyện chế ra phi kiếm tuyệt phẩm bảo khí hoặc thiên cấp đan dược. Đúng rồi, nếu như Huyết Dạ Vương ăn được huyết long tinh thì lực lượng sẽ tăng vọt, tốc độ sẽ nhanh hơn, đào phong càng hung hiểm hơn bởi vì hắn sẽ có được long lực. Hừ hừ, lực lượng của một con rồng tương đương với mấy ngàn vạn mã lực đó. Diêm nói với Phương Hàn, những thảo dược này cũng không có gì quý giá cả, chúng ta đi tìm kiếm bảo bối đi. Ngươi bây giờ đã có được cây thế giới rồi, mấy thứ này cần là có, cần gì phải đi lượm lạt như thế này. Vậy cũng được, để ta cảm ứng xem thử có bảo bối nào tốt không. Phương Hàn tiện tay ngắt lấy tất cả thảo dược xung quanh rồi ném cho Di Thân Vương, sau đó vận dụng thần thông Ngũ Đế Đại Ma, cảm ứng ba động của ngũ hành nguyên khí trong thiên địa, thoáng cái liền khí tức của một vài bảo bối trong phương viên ngàn dặm đều lọt vào trong sự cảm ứng của hắn, không có gì thoát khỏi được sự cảm ứng của hắn. Đi, thân thể hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách nghìn dặm. Hắn đã cảm ứng được khí tức của bảo bối cường đại nên vội vàng bay nhanh tới. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.